Tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần. Sáng ngày 12 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ngành công an, đồng thời là vinh dự, tự hào của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Chủ tịch nước mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong tuần qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào của hai đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long, đồng thời là niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân và là trọng trách của hai đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus do Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus Volfovic Alexander Grigorievich làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus do Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus Volfovic Alexander Grigorievich làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm, ký kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus giai đoạn 2024-2026. Văn bản này sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong đảm bảo an ninh quốc gia của Việt Nam và Belarus. Tuần qua, Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã được trang trọng tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đại hội đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thể thao của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam với tinh thần xã hội hóa thể thao theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong Công an Nhân dân. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ nhất chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028. Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị sớm đi vào triển khai hoạt động và phát huy vai trò trung tâm của Viện Nghiên cứu, Tư vấn Chính sách, Pháp luật về An ninh mạng, mạng lưới đào tạo, huấn luyện an ninh mạng, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng. Chiều ngày 15 tháng 12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Công an quận Hoàng Mai vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng Công an quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực quyết tâm để xây dựng lực lượng Công an quận chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30-50% công an phường điển hình kiểu mẫu. Năm 2030, hoàn thành 100% công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc. Yêu cầu này được Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc vừa được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị chức năng tham mưu, nghiên cứu sớm bổ sung sửa đổi hoàn thiện bộ tiêu chí, ban hành quy trình xét công nhận công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023. Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương, lãnh đạo Bộ Công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, địa bàn biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có diện tích tương đối rộng gần 78.000 ha, chiếm tới 2/3 diện tích của toàn huyện. Chính vì thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho một địa bàn, trong đó có nhiều thôn, bản, cách trung tâm xã tới hơn 40 cây số, thực sự là một thách thức lớn. Vâng, tuy nhiên sau hơn 4 năm về cơ sở, lực lượng công an xã Trường Sơn đã và đang chung tay cùng nhân dân xây dựng vùng biên giới ngày một ổn định và phát triển. Hôm nay, công an xã Trường Sơn về giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai ở bản Cổ Tràng. Đó là trường hợp tranh cãi xung quanh lối đi vào đất trồng rừng của hai hộ gia đình, chị Nguyễn Thị Mến và anh Nguyễn Văn Nguyệt, nảy sinh từ nhiều năm trước. Trong đời sống, lao động sản xuất của bà con Bru Vân Kiều tại đây, nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ nếu không được giải quyết thấu đáo triệt để trên tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ rất dễ dẫn đến những bất ổn định về an ninh trật tự. Anh Nguyễn Văn Nguyệt vẫn cứ phạt lấn chiếm đó. Tháng 5 2023 này á, là anh Nguyễn Văn Nguyệt là trong cái chỗ đường xe đó mà lấn chiếm tới đất của chị luôn, rồi là cãi nhau. Anh ấy tức là anh lại xe tông chị Trang là anh xuống xe anh tạt vô cái mạng của chị. Công an xã thì giải quyết rất là có hiệu quả, vì là một là họ có cái chức năng, hai nữa là họ đã có kinh nghiệm, thứ ba nữa là gọi là người ngoài đi, giống như con bên nói với bà cũng là bà con bên kia cũng bà con, thì nói là nếu mình mà giải quyết thì hồi là nói là bên cái này là bên kia, mẹ anh công an ở đây đấy là giải quyết rất thỏa mãn, mà bây giờ là có công an thì họ vẫn lo mà chấp hành. Cả gia đình đã cam kết coi những sự việc là chấm dứt và từ đây là để sống với nhau cho nó tin cậy, có làng có xóm có anh có em này, nhất trí chưa? Nhất trí, hai người bắt tay nhau rồi bắt đi lên đi, hai người bắt tay cười nói rồi nhất trí chưa? Yeah. Rồi. Rồi bà. Từ khi thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an xã Trường Sơn đã xác định rõ phương châm lấy dân làm gốc, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Qua đó để mỗi một cán bộ chiến sĩ phải nắm rõ vụ việc ngay từ cơ sở. Có như thế mới nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các biện pháp, giải pháp giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Anh em tổ chức về đầu tiên nắm tình hình vụ việc và mình biết kỳ nguyên nhân là từ ở chỗ nào, mình nắm bắt được vụ việc sau đó mình tìm cách giải quyết cụ thể, là chúng tôi phân tích cái đúng cái sai, cái đúng quy định của pháp luật và trên cái tin cái lý thì người ta cũng nghe được, như thế là hợp tin hợp lý, thì từ đó vụ việc thì chúng tôi đã giải quyết rất tốt. Việc mà tiếp cận với địa bàn cũng là một cái sự nỗ lực rất là lớn đến từ chính cả công chí là cán bộ chiến sĩ công an. Thì từ khi công an chính quy về xã thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nó được đảm bảo giữ vững, không có những cái sự việc mà nó nóng xảy ra. An ninh trật tự vùng biên giới thường tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Các loại tội phạm thường lợi dụng việc thiếu thông tin, sự nhẹ dạ cả tin của bà con đồng bào dân tộc để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là các loại tội phạm qua biên giới. Chính vì thế, việc ổn định tình hình ngay trong đời sống thường nhật của bà con dân tộc vùng biên giới sẽ là cơ sở để lực lượng công an xã Trường Sơn phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.